Và xoay sở lên bóng tốt, rất nguy hiểm. Tình huống của Hồ Bóng. Đường chuyển vào tiền trong, rất nguy hiểm. Tình huống đệm lòng như bóng chạy ra ngoài. Rất may dành cho các thủ anh em nhà bè, đó là một tình huống đưa bóng chạy ra ngoài của bốn cầu thủ bên phía Bung Bưởi FC. Trong một tình huống triển khai tấn công rất mạnh lạc. Người đã thực hiện cú dứt điểm vừa rồi là Tiên Đô La của thủ Ma Chéo số 39. Đánh đầu. Tình huống chọn vị trí của bóng, bóng đã chạm cột dọc. Một pha chuyền bóng có phần ngẫu hứng của Ba Theo rất nguy hiểm. Trong tình huống tấn công sau đó thì các thủ của anh em nhà bè đã mở tỷ số 1-0. Người đá ghi bàn không ai khác chính là người đang đá cao nhất trên hàng tấn công của họ, đội trưởng cậu chủ nhỏ. Một pha triển khai tấn công không thành của cao thủ bên phía Bung Bưởi FC. Bóng chạm cột nó vô tình lại trở thành một trong những yếu tố để giúp cho các cầu thủ đối phương có cơ hội để tấn công nhanh. Và trong một trận thái mà cầu thủ nào ở trong trung lộ không ai theo kèm cả. Được sự cẩn trọng đưa bóng trở lại cột trời, cầu thủ nhỏ tôi dành cho các thủ anh em nhà bè. Bàn thắng đã được công nhận, tỷ số được nâng lên là 2-0 dành cho các thủ áo đỏ. Sức dưỡng rất tốt dành cho cầu thủ nhỏ trận đấu ngày hôm nay. Anh đang là chủ chọn thế trận và đợt tấn công của các thủ anh em nhà bè. Rất đáng tiếc khi mà bóng đã chạm vào cột và có phần đó lập bập nhưng không kịp cứu thua dành cho thủ thành của Bung Bưởi FC. Mọi thứ đang trở nên rất thuận lợi đối với bạn. Và giật gót của Hoàng Vũ, cầu thủ nhỏ Trung Hiếu, vẫn còn là Trung Hiếu, cầu thủ nhỏ cơ hội hat trick đây rồi. Một trận đấu đang thi đấu rất tưng bừng, ba bàn thắng của các thủ áo đỏ đều đến từ chiếc áo số 10 đội trưởng. Những công lao lớn ở trong pha bóng này cũng phải kể đến đó là Trung Hiếu của thủ Ma Chéo số 5 đã cản lướt rất tốt để khiến cho hệ thống phòng ngự của Bung Bưởi FC phần đó gặp những sự sai số trong việc đánh chặn. Việc cầu thủ nhỏ có những vị trí chống chảy nó đánh giá phần nào đó giúp cho thế trận trở nên mạnh lạc hơn của các thủ anh em nhà bè. Các vị trí tiền vệ Hoàng C2, Hoàng Vũ, những pha nhồi bóng và khả năng điều tiết rất thoải mái. Cơ hội Trung Hiếu rất nguy hiểm, những pha cản lướt và tất nhiên là khó có thể tránh khỏi một bàn thua. Tỷ số là 4-0 dành cho các cầu thủ bên phía anh em nhà bè. Những bàn thắng vẫn luôn có dấu giày của Trung Hiếu. Lần này người ghi bàn là cầu thủ Matthew số 6 Hoàng Vũ, trong nỗ lực trước đó của số 5 Trung Hiếu. Bốn không cho 30 phút thi đấu là một con số khá ấn tượng cho cuộc tái đấu này của anh em nhà bè và các thủ bự trong buổi tối hôm nay. Thủ của anh em nhà bè đó là Hoàng C2, một tình huống 3-2 cơ hội và bóng làm chậm nhịp của Tuấn Đạt, không phải đó là Thanh Hải. Tình trong đội hình của các thủ bên phía anh em nhà bè có đến hai cầu thủ mặc áo số 13 và cuối cùng thì cả pha làm màn dành cho các thủ của Bung Bưởi FC. Và không ai khác chính là Thi Cun ghi bàn, người đã được tung vào sân ở những phút cuối của hiệp 1. Mọi thứ có vẻ như trở lại thuận lợi hơn một chút cho các thủ của Bung Bưởi trong thi đấu này khi họ có bàn thắng rất sớm. Hy vọng với bàn thắng này thì mọi thứ sẽ được giải phóng sức ép. Phóng bụi lấy bóng dành cho các thủ Bung Bưởi FC. Tí Côn qua người rất khéo của Tí Côn, cơ hội đánh đầu. Cuối cùng cũng có pha làm bàn dành cho Hồ Báu. Lần này đó là tình huống tấn công rất nhanh. Tỷ số được rút ngắn còn là 2-4 dành cho các cầu thủ Bung Bưởi FC. Phùng Đứng cũng đã có đường truyền dành cho Hồ Báu hoàn hảo sau những phút anh được sử dụng ở trong sân, và cũng phải dành lời khen ngợi lớn cho nỗ lực của Thi Cun.
thì trước đó và đưa bóng của anh cũng có phần nào đó hơi chơi với Xuân Xuân là khá tốt trong tình huống vừa rồi. Mọi thứ hoàn hảo và chúng ta đã có bàn thắng thứ 6 trong trận đấu này. Rất nguy hiểm, cơ hội phong đứng. Rất tiếc là cú đá lại không chiến thắng được thủ thành Chen. Đã có sự lúng túng trong việc đưa bóng lên của các thủ áo đỏ. Xin chút nữa khiến cho họ phải nhận bàn thua thứ tiếp theo. Vì lúc này những bàn thắng đến sẽ là có yếu tố quan trọng cho việc có thể tạo ra được thế trận lùi ngược dòng hay ít nhất là một trận đấu hòa. Tỷ số hòa của các đội bóng bự trong bối cảnh mà từ đầu trận đấu này, thời điểm mà trận đấu có bàn thắng thì họ vẫn chưa thể làm được. Tuy nhiên điều đó đã không chưa thể xảy ra sớm. Một pha solo tuyệt vời dành cho cầu thủ của anh em nhà bè ghi bàn thắng nâng tỷ số lên là 5-2. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ bự AC. Trong tấn công này thì có đến 3 cầu thủ áo đỏ băng lên. Và Nhung Hoàng C2 là người đã ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi như trận thể thao TV. Trước mắt chúng ta vẫn còn có lịch thu hồi trực tiếp cho đến ngày thứ hai tới đây. Những trận đấu quý vị có thể theo dõi. Rất đáng tiếc cho Bình Nguyễn. Anh có thể đã cực kỳ tốt cho những phần trước đó, nhưng vừa rồi là một tình huống mà anh đã lì xì năm mới sớm dành cho các cầu thủ vùng 10 AC. Tỷ số rút ngắn còn 3 năm dành cho các cầu thủ của bóng bự. Còn 2 bàn nữa, hãy cùng chờ xem. Bây giờ thì các cầu thủ bóng bự đang năn nỉ là cho thêm trái nữa. Vừa rồi thì ngay cả thủ thành Chen cũng đã bị lỗ nhịp khi anh đã chờ sẵn một sự chuyền về nhẹ nhàng và di chuyển góc gần. Một trong những pha bóng lùi về rất sâu nhưng lúc này có lẽ là thấm mệt. Ngay sau đó thì anh cũng đã xử lý sai. Trung Hiếu, quả người rất khéo, cơ hội. Khoảng trống kia rất khó có thể tránh khỏi bàn thua. Sự khẳng định chắc chắn cho chiến thắng ngày hôm nay của các cầu thủ anh em nhà mè. Đoàn Hải, cầu thủ Marcel số 11 là người đã ghi bàn thắng thứ 6 để đạt tỷ số là 6-3 dành cho các cầu thủ của anh em nhà mè. Sau đường chuyền của Trung Hiếu, một ngày mà Trung Hiếu thi đấu rất thầm lặng nhưng vai trò của anh là rất lớn trong những pha lập công. Ít nhất đây cũng là 3-4 lần được cho những pha kiến tạo của cầu thủ này. Hợp lý, chất vào. Bá theo. Tỷ côn. Đường chuyền vào, cơ hội, hồ báo. Và để bóng vào xoay ngờ xuất điểm nhưng bóng lên trời của hồ báo. Và bây giờ thì anh có lẽ cũng sẽ rời sân. Một ngày thi đấu miệt mài nhưng đáng tiếc dành cho hồ báo là anh đã không thể góp công nhiều hơn. Trong trận đấu ngày hôm nay thì anh chỉ ghi được một bàn và có 2 và 3 tình huống trong hiệp 1 để sơ sẩy rất đáng tiếc. Ngay cả những tình huống bắt vô lề và đánh đầu bóng đã chặn những tình huống nỗ lực tốt của số 13. Bây giờ là lên bóng của Tuấn Đạt. Tuấn Đạt. Tiền đô la. Bóng rất mạnh mẽ. Bóng mũi. Tiền đô la. Đường chuyền. Đó là Chu Thị Kiên, người đã vào sân ở những phút cuối của trận đấu này. Bàn thắng thứ 4 của các thủ bên phía vùng 10 AC và tổng tỷ số là 10 bàn thắng dành cho trận đấu. Tình huống đặt lòng rất gọn gàng. 6-4-6, đó là trạng thái vừa được rút ngắn cho các thủ bự. Rất mạnh. Tuy nhiên thì lúc này trọng tài cũng đã thổi còi để kép lại diễn biến trận đấu cuối năm của các thủ vùng 10 AC và anh em nhà bè trong buổi tối ngày hôm nay tại sân bóng đá khu Nghiệp Phước. Tỷ số chung cuộc là 6-4 dành cho các thủ anh em nhà bè. Xin cảm ơn hai đội bóng, ba cầu biến trận đấu này và xin cảm ơn quý vị khán giả có đã theo dõi. Và xin chúc cho quý vị sẽ nhiều sức khỏe, đón xuân đàn vui và gặp lại nhau trong 2024. Còn bây giờ anh Nhân và Yamikit tạm biệt.